người này đang di chuyển tấm phim trong suốt một cách kỳ quái. Dưới ánh đèn, các ô vuông trên dưới dần dần trùng khớp, nhưng vẫn có nhiều khe hở ánh sáng bị lộ ra. Người ở bên cạnh đang viết, đang tính vô cùng gấp gáp, lặng ngắt như tờ. Tiếng chuông vang lên, đèn phía dưới cũng tắt, tờ tính toán cũng bị vò nát thành cục. Thời gian đã tới, lại phải bắt đầu lại. Bọn họ tức đến dậm chân, hận đến thấu xương. Tốc độ này làm sao có thể giải đố được chiếc hộp quỷ chứ? Chiếc hộp quỷ là gì? Đó là một chiếc hộp có chứa 1.580 tỷ mật mã. Thử tất cả các mật mã cần phải mất tới 20 triệu năm. Thời gian để phá giải mật mã lại chỉ có 20 phút. Nhưng chiếc hộp này lại chính là chìa khóa phá giải tin tình báo Đức. Phá muộn một phút sẽ có 3 người lính Anh tử trận. Nó chính là cỗ máy Enigma. Người thanh niên tên Turing này lại nói rằng anh có thể phá giải. Tướng quân tức giận muốn bảo anh cút đi. Anh đánh cược với tướng quân, anh nhất định sẽ làm được. Tướng quân phân cho anh một đội nhỏ. Trong đội nhỏ này có kiện tướng cờ vua của nước Anh, có thiên tài toán học lừng danh, có học giả ngôn ngữ xuất sắc, có thể nói là anh tài trong những anh tài. Nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung, đều không vừa mắt với chàng thanh niên không có bối cảnh kia. Nhưng chàng thanh niên này chỉ là làm việc lặng lẽ, dán giấy lên đầy khắp bức tường. Anh đi tìm tướng quân, nói rằng muốn hỏi mượn tướng quân 100.000 bằng Anh. Phiền phức tới rồi. Tướng quân đen mặt lại hỏi anh muốn tiền để làm gì. Hóa ra Turing đang thiết kế một loại máy. Nguyên nhân mà trước kia bọn họ thất bại chính là để cho sức người chống lại với máy móc. Đây thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Rắc rối lớn hơn lại tới. Tướng quân khinh thường nhìn chàng thanh niên không có bối cảnh này, hắn có thể tạo được chiếc máy quái quỷ gì chứ? Quay về tiếp tục làm việc đi. Điều này có thể nhịn được sao? Không thể. Làm thế nào bây giờ? Chàng thanh niên hỏi, cấp trên của tướng quân ông là ai? Tướng quân khinh thường trả lời, thủ tướng Anh. Chàng thanh niên quay người rời đi. Anh thật sự đã viết một bức thư cho Stewart Menzies. Kết quả ra sao? Tướng quân gọi tất cả mọi người của đội đến phòng làm việc. Ông nói với Turing, cậu có thể làm bất cứ việc gì mà cậu muốn. Thủ tướng Anh nhìn bức thư của anh đã toàn lực hỗ trợ. Sau này nếu có ai dám cản trở công việc, liền lập tức sa thải. Turing đã sa thải hai giáo sư chỉ biết ăn không ngồi rồi. Khi hai người đi còn để lại ánh mắt thù hằn, còn Turing thì ưỡn ngực. Tại sao lại làm như vậy? Nhất định phải làm như vậy. Muốn được việc nhất định phải đắc tội với một số người. Nhưng nhân lực không đủ thì làm thế nào? Turing đưa ra một cách. Anh dán quảng cáo về trò chơi giải đố lên tường. Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều chơi trò chơi này. Đàn ông, binh sĩ, người già. Ở thời đại biến động này, khó mà có được trò chơi có thể thư giãn như vậy. Cho dù là ở dưới sự đổ nát thê lương, chiêu thức này thật sự quá tuyệt. Trò chơi này đã mời gọi tới một lượng lớn người yêu thích giải đố. Nhanh chóng đã đến thời gian tiến hành khảo sát. Điều khiến Turing không ngờ tới là có người còn nhanh hơn so với anh. Một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thông qua khảo sát, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lại không dám mơ tưởng bản thân trở thành nhân viên nghiên cứu. Gia đình cũng cho rằng con gái hoàn toàn không thích hợp tham gia vào quân đội. Bạn đoán xem Turing sẽ làm như thế nào? Anh chạy đến nhà của cô, nói chuyện với bố mẹ cô chuyện gia đình, còn kéo cô gái tới nói lý lẽ, muốn cô thu dọn hành lý đi cùng với mình. Đồng thời đã sắp xếp xong hết tất cả cho cô. Cô gái hỏi tại sao lại giúp cô. Turing trả lời, càng là những người không được đánh giá cao thì càng có khả năng đạt được thành tựu hơn người. Nhưng cuộc sống luôn vô tình. Các đồng nghiệp hoàn toàn không nghe theo anh, cũng không tin tưởng chiếc máy kia có thể giải mã được mật mã. Hết lần này đến lần khác thất bại khiến đồng nghiệp suy sụp. Anh ta hung hăng ném chiếc cốc về phía Turing, chỉ trích Turing chỉ biết lao vào nghiên cứu máy móc không hề giải mã mật mã. Bọn họ đổ hết thất bại lên đầu Turing. Bạn cho rằng như vậy là xong rồi sao? Còn có điều khủng khiếp hơn là tướng quân trong lòng có khúc mắc, nghi ngờ Turing là gián điệp. Ông ta cho lật tung hết đồ vật của anh, bởi vì Turing không hòa hợp với đội, không giao tiếp, không vui đùa, thậm chí còn không liên lạc với người nhà, toàn tâm toàn ý cho công việc. Người như vậy nhất định là gián điệp, nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Còn Turing vẫn như trước, chỉ nghiên cứu máy móc của anh. Anh muốn hóa giải được mật mã chết tiệt này. Anh muốn phá hủy lưỡi đao tử thần kia. Chăm chú là như thế nào? Đây chính là chăm chú. Nhưng con người ta không thể đơn phương độc mã mãi được. Tìm sự giúp đỡ của người khác không phải sự sỉ nhục. Cô gái đưa ra chủ ý cho anh, muốn anh làm hòa dịu quan hệ. Anh đã từng nhìn thấy một người kiêu ngạo có dáng vẻ như thế nào chưa? Anh đưa cho đồng nghiệp mỗi người một quả táo, sau đó kể cho họ nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Mặc dù đồng nghiệp không hề cười, nhưng cũng đã mở lòng ra với anh. Ngày hôm đó, cỗ máy đã hoàn thành. Tất cả mọi người cực kỳ căng thẳng. Cỗ máy được mở công tắc, chiếc máy móc cực lớn bắt đầu xoay chuyển. Từng hàng từng bánh răng tác động lẫn nhau, từng nhóm số liệu được vận tải, nhưng vận hành được thời gian khá lâu, vẫn không tính ra được mật mã. Lần này thì rắc rối rồi. Tướng quân nghe nói cỗ máy không thành công, 100.000 bảng Anh đổ xuống sông rồi. Ông ta hùng hổ dẫn theo một nhóm người tới đuổi Turing đi. Bọn họ dùng chân đạp cửa, đẩy ngã Turing xuống đất, hung hăng muốn tắt máy. Chiếc máy đang ở thời khắc tính toán then chốt, bây giờ mà dừng thì tất cả công sức đều đổ về. Turing ra sức ngăn cản nhưng vẫn bị bắt lại, đồng thời bị cảnh cáo cậu đã bị sa thải. Mà lúc này các đồng nghiệp đã đứng ra, nếu mình muốn đuổi Turing đi, chúng tôi cũng sẽ cùng đi với cậu ấy. Cái gì gọi là đồng đội? Chính là đây. Tướng quân bất lực, cho bọn họ thời gian một tháng, nếu không thì tất cả đều phải cuốn gói. Nhưng đối mặt với thất nghiệp, bọn họ đều mỉm cười. Bọn họ đã trở thành những người có thể nương tựa lẫn nhau. Nhưng bọn họ không thể vui mừng quá sớm. Không tính ra được mật mã, đầu của bọn họ cũng sẽ rơi xuống, thậm chí trở thành tội đồ quốc gia. Thời gian một tháng nhanh chóng chỉ còn lại mấy ngày. Bất kể bọn họ cải tiến ra sao, cũng không thể xử lý hết 1.590 tỷ loại khả năng. Rốt cuộc bọn họ phải làm như thế nào?
Đúng vào lúc này, một cô gái đã thức tỉnh bọn họ. Tại sao phải nghiệm toán tất cả mọi khả năng chứ? Đúng, đây là vấn đề then chốt. Tại sao phải phá giải tất cả mọi khả năng? Turing giữ người. Anh kích động đụng làm đổ ly bia. Điên cuồng chạy. Người ở phía sau đều không đuổi theo kịp. Bọn họ thao tác máy. Chỉ tính hai từ. Bởi vì mỗi ngày đều có dự báo thời tiết, vì vậy bọn họ chỉ vận hành tính thời tiết và hít lay vạn tuế. Mở công tắc, cỗ máy khởi động. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút. Cỗ máy to lớn tinh vi giống như chiếc máy Enigma, sản sinh ra hàng loạt phản ứng liên tiếp. Phát một tiếng rồi dừng lại. Có kết quả rồi sao? Turing vận dụng quy luật tính toán dùng trong giải mật mã, sắp xếp những chữ cái bất quy tắc thành một câu đơn giản có nghĩa. Đây là tin tình báo quân sự quan trọng. Bọn họ đã thành công. Thời khắc này, bọn họ rất vui mừng. Bọn họ đã không dám tin vào bản thân nhiều năm như vậy. Thật thỏa mãn. Có thể nói là khổ tận cam lai, cực kỳ sung sướng. Chỉ một từ thôi, đã. Nhưng bọn họ sẽ thuận lợi như vậy sao? Nhanh chóng, bọn họ đã hóa giải được tin tức tình báo của kẻ địch. Nước Đức dùng tàu ngầm muốn tấn công thuyền thương hội 500 người của nước Anh. Thời gian tấn công là 20 phút sau. Bây giờ bọn họ gọi vẫn còn kịp. Vẫn kịp cứu sống được những người ấy. Nhưng bọn họ không thể gọi được cuộc điện thoại này. Không thể cứu những người kia. Bởi vì nếu như làm như vậy, quân đội Đức sẽ biết được chúng ta đã hóa giải được mật mã của Enigma. Tất cả những gì họ làm đều sẽ đổ sông đổ biển. Nói cách khác, bọn họ muốn tính mạng của 500 người này hay là muốn thắng chiến tranh? Lựa chọn như nào? Đây là vấn đề khó khăn nhất. Càng khó khăn hơn là anh của một đồng nghiệp trẻ tuổi ở trong nhóm đang ở trên chiếc thuyền này. Cậu không thể dương mắt nhìn anh trai đi vào chỗ chết. Cậu đã khóc, cậu đau khổ, cậu cầu xin những người ở bên cạnh. Cậu nói sẽ không vì lần này mà người Đức phát hiện ra mật mã đã bị hóa giải đâu. Nhưng bọn họ đều biết bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Khói lửa tràn ngập cả bầu trời. Bọn họ dùng tính mạng của 500 người và anh của chàng trai kia để đối lấy việc bảo vệ bí mật. Đây chính là chiến tranh. Mà anh càng không thể ngờ được, lựa chọn khó khăn đã nhanh chóng đổ xuống người mình. Ngày hôm đó, anh đang thu dọn tài liệu bị rơi trên mặt đất, đã phát hiện ra một cuốn mật mã. Hóa ra đồng nghiệp chính là gián điệp. Hai người nói điều kiện. Turing muốn vạch trần đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp lại nói: nếu như anh vạch trần tôi sẽ vạch trần xu hướng tính dục của anh. Hóa ra, người mà anh cho rằng có thể dựa dẫm được lại nói ra bí mật của mình. Mà bí mật này nếu như công khai ra ngoài, theo như luật pháp lúc bấy giờ, anh sẽ không thể làm việc được nữa, càng không thể làm giáo viên, không xứng với phát minh mà mình có được này. Phải làm thế nào? Anh hoang mang. Anh đã đi đến ngã tư của cuộc đời mình. Nhưng anh không hiểu tại sao gián điệp ở đâu cũng có. Anh càng không hiểu người đứng phía sau màn này lại chính là cấp trên trực tiếp của anh. Ông ta sắp xếp gián điệp. Ông ta thao túng tất cả. Ông ta nắm lấy đằng chui của anh. 2 năm sau, chiến tranh đã kết thúc. Tất cả mọi người đều được luận công khen thưởng. Cuộc sống đầy mong đợi ở phía trước. Nhưng bí mật của anh lại bị đăng lên trên mặt báo. Anh bị phán tội, bị tiêm thuốc morphine như một sự trừng phạt. Mà tác dụng phụ của thuốc này đã khiến cho anh không thể đứng vững, không thể suy nghĩ, thậm chí đến việc nắm chặt cây bút nhỏ bé, câu đố đơn giản như trở bàn tay lúc trước, bây giờ đã vĩnh viễn không thể giải được nữa. 1 năm sau, anh lựa chọn tự sát. Người thanh niên Turing ấy đã mất vào ngày 7 tháng 6 năm 1954, hưởng thọ 41 tuổi. Các học giả tính toán việc hóa giải được mật mã của Enigma đã rút ngắn thời gian chiến tranh đi 2 năm, cứu sống được hơn 1.4 tỷ người. Chiếc máy anh phát minh được đặt tên là máy Turing. Hôm nay chúng ta đã gọi nói là máy tính. Đây chính là câu chuyện của người giải mã. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.